Sa La xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Sa La TV. Quý tăng ni Phật tử, những người tín ngưỡng Phật Pháp cùng với toàn thể người Việt hải ngoại ở khắp nơi trên toàn thế giới. Thần chúc quý vị luôn bình an và gặp nhiều may mắn ở trong cuộc sống. Một buổi chiều mùa hè đầy nắng và gió của miền biên giới Tây Nam, trên hành trình về với miền tâm linh bảy núi An Giang, Sa La có dịp trở lại viếng thăm một tự viện của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tọa lạc ở dưới chân núi Tượng. Và cũng chính nơi này, cách đây 45 năm về trước, quân diệt chủng Pol Pot đã vượt biên từ Campuchia sang Việt Nam, thực hiện một cuộc thảm sát đã để lại nhiều đau thương mất mát ở trong lịch sử chiến tranh của Việt Nam. Mà ngày nay, khi bất kỳ ai trở lại nơi đây cũng không khỏi bàng hoàng xúc động và sự tiếc thương căm hận bởi những tội ác mà Pol Pot đã gây ra cho người dân Ba Chúc. Và ngày hôm nay, Sa La trở lại nơi này để thâu hình Phi Lai Tự. Bên cạnh những vết tích của chiến tranh là cuộc thảm sát của năm xưa, để quý vị khán giả một lần nữa nhìn lại những hình ảnh và nghe lại những câu chuyện đau buồn đã xảy ra vào mùa hè của năm 1978. Chậm rãi, bước từng bước chân, Sa La hòa theo dòng người hành hương để vào Phi Lai Tự. Ngôi chùa này đã được ông Ngô Lợi, là bổn sư của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, hay còn gọi là đạo lành, đã cùng với các tín đồ của ông cho xây dựng vào đầu năm 1887. Đây vốn là một điện thờ đấng tối cao ngọc hoàng huyền khung cao thượng đế. Trong điện còn thờ tứ đại thần châu, tức là bốn hòn đảo ở cõi tiên. Và kim chỉ nam của những người tu trong chùa này là đạo lão và đạo Phật, lấy từ bi bác ái làm lành đánh dữ. Thế nhưng, vào những ngày cuối tháng 4 của năm 1978, khi đồng bào của Ba Chúc đang sống trong cảnh an yên, thì bỗng thình lình quân diệt chủng Khmer Đỏ đã vượt biên nã pháo tràn vào tấn công. Những tàn thương mất mát, nhà cháy, tiếng khóc la vang lên ở khắp nơi kéo dài trong suốt 12 ngày đêm. Và đỉnh điểm nhất vẫn là cuộc tấn công tàn sát người dân vô tội đã diễn ra ngay tại chánh điện của chùa Phi Lai. Khi Pol Pot tràn vào, lực lượng dân quân đã sơ tán người dân chạy lên núi dài Ngọa Long Sơn để trú ẩn, chờ lực lượng bộ đội chủ lực đến ứng cứu. Tuy nhiên, vẫn còn rất đông người dân còn kẹt lại ở phía sau. Một buổi chiều ảm đạm, khoảng 3 giờ ngày 18 tháng 4 của năm 1978, Pol Pot đã tràn vào bao vây Ba Chúc. Gần 300 người dân hoảng loạn tháo chạy vào chùa Phi Lai và nghĩ rằng ở chốn thiền môn Phật Pháp thì Pol Pot sẽ nương tay. Thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Pol Pot bao vây chùa và bất chấp chốn thiền môn thanh tịnh, một cuộc hành quyết kinh thiên động địa đã diễn ra ngay tại chùa Phi Lai. Pol Pot chỉ súng tua tủa vào chùa, gọi người dân ra hàng. Trong chùa lúc này cả trăm con người sợ hãi tột cùng không dám ra. Kêu gọi được một lúc, Không thấy ai ra, Pol Pot đã xả súng, quăng lựu đạn vào trong chùa và chỉ trong chớp mắt đã cướp đi sinh mạng của 80 người vô tội. Nhiều người biết rằng nếu tiếp tục trốn ở trong chùa, Khmer Đỏ sẽ tiếp tục quăng lựu đạn đến sập chùa và thậm chí phóng hỏa, đốt chùa, nướng chín tất cả mọi người. Nên 100 người đã giơ tay đầu hàng đi ra phía cửa. Và lần lượt từng người bước ra khỏi cửa chùa đã bị nòng súng đen ngòm dí vào đầu. 100 người dân vô tội bị chối gô, bắt quỳ một ở bên hông chùa. Đàn bà, phụ nữ bị Pol Pot lột quần áo cưỡng bức tại chỗ. Cưỡng xong, Pol Pot dở trò tiêu khiển man rợ, xẻo vú, xiên gậy vào cửa mình của phụ nữ. Đàn ông thì bị hành quyết bằng những cú đập trời giáng vào đỉnh sọ bằng gậy gỗ mung. Trẻ em thì bị đập bằng gậy tầm vong. Người nào chống đối, Pol Pot nã đạn gục ngay tại chỗ. Trong hậu cung của chùa Phi Lai có một căn hầm bí mật được xây dựng vào thời Pháp. Căn hầm dưới bàn thờ Phật này dùng làm nơi trú ẩn cho những người trong chùa mỗi khi giặc Pháp tấn công. Vì dưới thời Pháp thuộc, chùa Phi Lai cũng nhiều lần bị thực dân Pháp đến càn quét, đốt phá nhằm để xóa sổ những người đi theo ông Ngô Lợi. Trong khi nhiều người đang bị Khmer Đỏ lần lượt tàn sát, thì còn lại 40 người đã chui vào căn hầm bí mật này. Pol Pot không biết căn hầm này. Thế nhưng trốn trong hầm mấy ngày, không ăn, không uống, nên ai cũng đói khát. Có một cháu bé đã chịu không nổi, cho nên khóc thét lên. Và tên Pol Pot đứng gần ở chùa, nghe tiếng khóc, đã phát hiện căn hầm dưới bàn thờ Phật. Sau khi kêu gọi đầu hàng, Pol Pot đã không thấy ai ra. Sau đó quăng một trái lựu đạn vào trong hầm. Căn hầm nhỏ cỡ 10 mét vuông, có tới 40 người chen chúc, ngột ngạt, nên quả lựu đạn đã cướp đi sinh mạng của 39 người và chỉ còn một phụ nữ còn sống sót nhờ nép trong góc và nhờ những xác người xung quanh che chắn. Mỗi khi Sala chui vào hầm, đưa camera thâu hình cho quý vị tận mắt nhìn thấy không gian thực tế trong căn hầm, thì người mình như chịu nặng, hơi thở chậm lại và từng giọt mồ hôi đổ xuống. Có lẽ vì âm khí nơi đây còn quá nặng nề. Du khách tham quan thì rất ít người dám chui vào hầm này, hầu hết là chỉ đứng lặng lẽ ở bên ngoài để nhìn vào bên trong. Sau khi chạy lánh nạn, ngày 30 tháng 4 của năm 1978, người dân Ba Chúc ở khắp nơi trở về. Vào chùa Phi Lai, họ thấy rất nhiều vết máu in trên tường vách. Cảnh tượng chết chóc ở bên trong và quanh ngôi chùa Phi Lai khiến không ai cầm nổi lòng mình. Rất nhiều vết bàn tay máu in trên tường, vết máu hình người dựa vào tường, và cả một đoạn tường dài cả chục mét thấm đẫm máu người. Một vòng máu búng lên tường cao đến 4 mét, máu động thành vũng dưới nền chùa, thấm dọc ven tường đến 20 cm. Ở phía trước chánh điện chùa Phi Lai, máu lẫn nước vàng tràn ngập, khắp nơi mùi tử khí bốc lên nồng nặc bởi rất nhiều xác chết nằm ngồi đủ kiểu đang thối rữa. Bà con Ba Chúc đã gánh không biết bao nhiêu thùng nước mới rửa sạch được nền chùa. Những vết máu thấm sâu vào tường và lưu giữ cho đến tận ngày nay, như là một vết tích căm hận vĩnh cửu với thời gian mà hầu như bất kỳ người dân trên thế giới này khi nhìn vào và nghe lại câu chuyện nơi này đều không khỏi nghẹn lòng đau xót. Và chùa Phi Lai đã trở thành một địa điểm tiêu biểu nằm trong khu chứng tích tội ác diệt chủng Pol Pot tại Ba Chúc và được nhà nước Việt Nam công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Sau khi quý vị khán giả cùng Sala vào tham quan chiêm bái ở bên trong chánh điện chùa Phi Lai và nghe lại câu chuyện đau buồn thê lương đã diễn ra tại nơi này cách đây 45 năm về trước, thì một lần nữa Sala mời quý vị vào bên trong nhà mồ Ba Chúc, nơi ghi dấu thực tế nhất những gì mà Pol Pot đã gây ra trong cuộc thảm sát tàn bạo dã man vào năm 1978. Ở trước mắt quý vị là ngôi nhà mồ mới với hình hoa sen úp ngược, được xây dựng và đưa vào sử dụng vào năm 2015. Còn ngôi nhà mồ đầu tiên được xây dựng ngay sau khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc năm 1979. Và khi đó nhà mồ xây dựng khá đơn giản, theo hình lục giác với đặc điểm nổi bật là 4 cánh tay cầm 4 thanh kiếm đẫm máu cắm thẳng xuống đất, thể hiện ý chí căm thù của người dân Việt Nam đối với chế độ diệt chủng Pol Pot Khmer Đỏ. Nhà mồ Ba Chúc được thiết kế hình hoa sen úp ngược, với 8 cánh hoa sen được sơn màu trắng nhằm giảm bớt cảnh tang thương chết chóc. Mỗi cánh hoa sen là nơi trưng bày một nhóm hài cốt theo độ tuổi, giới tính khác nhau, khi người ta căn cứ vào kết quả giám định hộp sọ. Và hiện nhà mồ trưng bày 1.159 bộ hài cốt, chiếm 1/3 số nạn nhân bị Pol Pot sát hại trong 12 ngày đêm đóng tại Ba Chúc là 3.157 nạn nhân. Và hàng năm vào ngày 16 tháng 3 âm lịch, tại nhà mồ Ba Chúc, nhân dân đã làm đám giỗ tập thể cho hàng ngàn người vô tội đã bị Pol Pot tàn sát vô cớ. Và hàng ngày, du khách ở khắp nơi vẫn tìm về đây tìm hiểu và tận mắt nhìn lại các chứng tích của cuộc thảm sát năm xưa. Trên tay mỗi người là một nén nhang, khóe mắt cay cay khi nhìn những hộp sọ người của đồng bào mình. Không ai không tránh khỏi những bùi ngùi xúc động. Qua 12 ngày đêm bị Pol Pot chiếm đóng, Ba Chúc bị dìm trong biển máu. Đi đến đâu, Pol Pot cũng cướp bóc tài sản, đốt phá nhà cửa, các công trình công cộng, tàn sát đồng bào không kể già trẻ, nam nữ. Những cảnh giết người hàng loạt, dã man đã diễn ra ở khắp nơi, không bút mực nào tả hết. Hàng trăm gia đình phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất vì Pol Pot đốt phá nhà cửa. Sau cuộc thảm sát, Ba Chúc chỉ còn lại là một vùng đất tan hoang với những nỗi đau thương đến tận cùng. Đó là giai đoạn khó khăn nhất của Ba Chúc, Một số người sống sót thì mất người thân, không dám trở về quê vì bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng. Nhưng cũng có những người đã bám trụ lại vì nghĩa tình với người đã khuất, cũng như sống trọn với vùng đất quê hương. Nhiều người dân chạy giặc trở về, đối diện với muôn vàn khó khăn, không nhà cửa, trâu bò vật nuôi bị giết hết, hoa màu vườn tược thì bị phá nát. Và đây cũng là những hình ảnh về chùa Phi Lai, nhà Mồ Ba Chúc, là những chứng tích về tội ác diệt chủng của Pol Pot đã gây ra trên lãnh thổ Việt Nam, mà Sa La có dịp ghi lại trong chuyến đi thực tế về Ba Chúc vào đầu mùa hè năm nay. Và bên cạnh là những câu chuyện đầy đau thương mất mát mà người dân Ba Chúc đã gánh chịu nặng nề trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam. Và trước khi dừng lại video về chùa Phi Lai Ba Chúc của ngày hôm nay, Sa La đưa quý vị đến tham quan nhà trưng bày chứng tích tội ác diệt chủng của Pol Pot, mà ở đó có rất nhiều những hình ảnh ghi lại hiện trường của cuộc thảm sát tàn bạo và những vũ khí mà Pol Pot đã dùng để sát hại người dân vô tội. Xin gửi lời cảm ơn chân thành và chân sâu sắc đến toàn thể quý vị khán giả trong và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng Sa La trên những hành trình hành hương đến các cảnh chùa và những nơi thờ tự tâm linh tại miền Nam Việt Nam trong suốt thời gian qua. Kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, cuộc sống gặp nhiều may mắn và tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân. Xin hẹn được tái ngộ cùng quý vị ở những video tiếp theo sẽ được đăng tải trên kênh Sa La TV.